Phó Tổng thống Venezuela sang Cuba, tin từ Havana. Phó Tổng thống Nicolas Maduro đã bay qua Havana để gặp Tổng thống Hugo Chavez sau khi tổ chức lễ kỷ niệm 55 năm chấm dứt chế độ độc tài. Tháp tùng với ông Maduro có Ngoại trưởng Elias Joao và Bộ trưởng Năng lượng ông Rafael Ramirez. Họ được Ngoại trưởng Bruno Rodriguez ra phi trường đón rước. Trong buổi lễ ở Caracas, ông Maduro đã tuyên bố đang có nhiều nhóm xâm nhập Venezuela với mục đích ám sát ông ta và Chủ tịch Quốc hội, ông Diosdado Cabello, trong lúc Tổng thống Hugo Chavez đang bình phục. Ông Chavez đã chỉ định ông Maduro làm người thừa kế trước khi bay sang Cuba giải phẫu ung thư lần thứ tư. Ông Chavez đã không xuất hiện trước công chúng sau cuộc giải phẫu ngày 11 tháng 12. Giới chức Venezuela nói rằng sức khỏe của ông Chavez đang hồi phục và tinh thần rất tốt, nhưng không cho biết khi nào ông có thể về nước. Trong 14 năm cầm quyền, ông Chavez luôn luôn gọi những người lãnh đạo phe đối lập là những kẻ phản quốc, âm mưu ám sát ông ta, nhưng chưa bao giờ nêu ra bằng chứng.